Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam Duy và Hoàng Mai. Tiếp tục là sản phẩm lên đường quay lúc thấp và cập bến các bác nha. Thì xin mời tất cả bác cùng em Cam và sẽ gặp gỡ một sản phẩm SKM 5000, tình trạng cực sang chảnh. Và các bác chờ cuối clip em sẽ test mic 5000 cho các bác nghe. Các bác là quan tâm thì alo em Cao. Vào tối ngày mai em có tới đến 5 đến 7 bộ 5200 cập bến các bác nhá. Xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào phần chi tiết đẹp xuất sắc luôn. Đây là một trong những dòng mic cực kỳ cao cấp các bác nhá. Cực kỳ cao cấp. Và khi mà nhìn bên ngoài ấy các bác ạ, nó còn đẹp hơn khi mà em quay lên cho các bác rất nhiều các bác nhá. Cực phê luôn. Và những dòng mic mà gây nghiện luôn, đó là Sennheiser, dòng cao cấp đó, Deceiver 3032. Thì xuất sắc luôn nhá. Những bộ mic ở các bác nhìn này, bộ này sẽ vừa tiền hơn bộ 5002, kém hàng chục triệu, hơn chục triệu các bác nhá. Đưa một cái chất âm cực kỳ phê pha luôn. Wow. Và những chiếc mic như thế này thì phải nói rằng, đây em quay chi tiết cho các bác này. Đầu 05005 các bác nhá. Càng nhìn càng phê, nghiện luôn. Bác là quan tâm thì alo em Cao ngay để còn kịp các bác nhá. Xuất sắc luôn. Đó. Tiếp tục là Deceiver 3032. Những bộ mic mà em Cao tuyển chọn thì các bác biết rồi, cực xuất sắc luôn. Và đây là một con súp xin gửi tới anh Hoàng Giang, có địa chỉ ấp Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì có thể bác mua ở đâu bị thì em không biết, chứ còn riêng các bác đến với em Cao thì tuyệt đối. Bác này bác ở xa, như hôm trước bạn Hưng Yên thì không phải suy nghĩ. Thế nhưng mà hôm nay bác này ở xa, em đã quay rồi đấy, nhưng mà thôi em muốn quay lại chi tiết để bác ấy nắm được cái sản phẩm của mình. Rằng em Cao cho dù nó rẻ tiền hay nó vừa tiền hay nó thấp tiền thì luôn là chuẩn chỉnh các bác nhá, luôn là chuẩn chỉnh. Các bác nhìn độ mới của sản phẩm thì kinh điển luôn. Đấy là gì? Đấy là thương hiệu của em mà em muốn giữ, làm sao mà mãi mãi đi cả em, đó là chuẩn và phải đẹp các bác nhá. Kể cả là đồ bãi luôn. Đó. Cho nên một lần nữa, kể cả xa hay ở gần thì khi các bác đến với em Cao thì tuyệt đối là các bác yên tâm, đều được bóc hết nội thất gửi cho tất cả các bác. Hơn chục triệu một con, như súp tàu thế này không mua thì mua súp gì. Số mã này này. Đấy. Khôn keo nhện đều được bao zin các bác nha. Cái này cổ nó rất là ngắn, đều được em Cao bao zin cho các bác nha. Ok chưa ạ? Tiếp đó là chiếc bát thứ hai. Xuất sắc luôn nha. Đây là cái chỗ này nó cứ bị cái vệt mà khi em quay thôi, chứ này nó có bị làm sao đâu, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nhưng mà em quay vào nó có cái vệt loang loang ở cái bát nha bác nhá. Còn tuyệt đối là không bị làm sao hết, các bác nhìn này. Đấy, nó cứ có một cái vệt này, anh. Nhiều bác hỏi em nhưng mà thật ra nó không bị làm sao cả các bác nhá. Tuyệt đối là xuất sắc luôn. Đấy, để em quay sát rồi, đúng rồi, các bác nhìn thấy mờ đúng không? Đấy. Và những cái cọc loa nó còn từ mà những cái đời sâu này, nó còn óng ánh bảy màu các bác nhá. Đó. Để em nhấc hẳn xuống đây để em quay cho các bác thấy này.
Bác này bác cũng tương đối cẩn thận này. Như mới luôn nhá. Đấy, như em cao tả đấy. Này, từ nó luôn là 7 màu, các bác nhìn thấy chưa? Cho nên là các bác yên tâm đi, tức là có thể bác không biết nhưng mà rất nhiều các bác ở đây biết rằng nó có xịn hay không biết ngay. Đấy, các bác nhìn đấy. Đây, để quay. Cho nên được thêm nữa đó là em cao bao zin cho bác luôn nhá, bao zin cho bác đó, thùng vách như mới cứng cứng cưng. Đây chiếc thứ hai đây. Đấy, tuy rằng nó cũng không nhiều tiền đâu nhưng mà đã không bán thôi, đã bán nó phải chuẩn chỉnh các bác nhá, nó về cùng lô với cả 47 và 3x thì em bán rồi, đẹp xuất sắc luôn đó. Vàng chóe 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 luôn, từng cái cốc nhựa là các bác nhìn này, nó vẫn còn đẹp không? Đấy. Và em sẽ test hàng để mà tuyệt đối luôn từ các con ốc này. Đó. Rất là đẹp các bác nhá. Cho nên là các bác yên tâm, em sẽ quay ngoại thất sau. Và xin mời tất cả các bác cùng em cao test trầm và test cả mic luôn để các bác thẩm âm các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip gần nhất đây là test hàng luôn. Ok, em sẽ lắp đặt. Xin mời tất cả các bác cùng em ca với một ca khúc rất quen thuộc. Một cái ca khúc mà em rất thích để thể hiện rõ ràng cái tiếng mic các bác nhá. Các bác cùng em ca sẽ đến một ca khúc Chị Tôi Trần Tiến. Phải cực phê luôn và nghiện luôn. Nói chung là mọi lời nói cũng không thể hết được. Nếu như khi các bác hát nó nhá, đẹp xuất sắc luôn, ngoài trông như rắn cặp lông. Ok, xin mời tất cả các bác cùng em cao và xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Đến với em cao một ca khúc cũng hơi bị nhàm rồi nhưng mà thôi, muốn cái tiếng mic nha, các bác hãy đeo tai nghe. Ê. Chồng con
ngày chia tay bên sông, thân chỉ buồn mà thương ý. Chị tôi muốn lấy rồi.
bác được xem ngoại thất của chiếc SUV mà em Cao xin gửi tới anh Nguyễn Hoàng Giang ở Đồng Tháp. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Cho dù sản phẩm được rất nhỏ tiền nhưng rất trau chuốt để gửi đến tất cả các bác, không hề có ý hay là bảo coi thường cái sản phẩm, nó bé, nó không đáng tiền. Nhưng khi em đã nhập những dòng mà bé hay to hay ít hay nhiều là chu đáo cho tất cả các bác nhá. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác Hoàng Giang rất là nhiều. Và các bác sẽ nghe em Cao test cặp mic Sennheiser SKM 5000 nghiện luôn bác nhá. Dọc dưa, úi dồi ôi, bác nào sang chảnh chưa? Đấy, quá là đẹp luôn. Úi dồi. Ok, xin mời tất cả bác cùng em Cao nhá.